1, 2, 3. Dưới màu hoa lửa cháy ngát đau, hướng đặt trên con đường vắng năm nào, chỉ còn tiếng ve rối hồn nào, mà chẳng cho người biết xuống nào. Ánh mài bê về một thời mây xa, cánh buồn bay về một thời đã xa. Và phấn đấu để xứng đáng với việc là những người thầy.